Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc tiếp xúc với luật sư nghị viên Hoàng Duy Hùng từ thành phố Houston. Cuộc phỏng vấn của chúng tôi qua đường dây điện thoại từ California tới Houston, Texas, không có hệ thống video, do vậy chỉ có tiếng nói mà thôi. Trước hết, xin nghị viên Hoàng Duy Hùng cho một lời chào đến quý khán giả của chương trình Phố Bosa TV, thưa anh. Chào anh Hồng Lân và xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Phố Bosa. Tôi nghị viên Hoàng Duy Hùng từ Houston, Texas. Có lẽ những cái việc xảy ra vừa qua cũng có nhiều người đã có chú ý. Tuy nhiên, khán giả Phố Bosa TV cũng cần được thông tin chính thức từ chương trình Phố Bosa TV. Bắt đầu muốn hỏi nghị viên Hoàng Duy Hùng khởi đi từ cái việc những cái cuộc gặp gỡ vừa qua của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông Nguyễn Thanh Sơn gặp gỡ với thành phố Houston, cũng như là gặp gỡ với một số nhân vật trong cộng đồng Việt Nam ở thành phố Houston. Nghị viên Hoàng Duy Hùng có thể cho biết được cái nguyên nhân, cái diễn tiến cũng như là cái kết quả của cái cuộc gặp gỡ đó một cách ngắn gọn hay không, thưa luật sư? Vâng, thưa anh Vũ Hồng Lân, chuyện nó xảy ra đó là thành phố Houston có gửi một thư mời đến ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của nhà nước Việt Nam, qua bên thành phố Houston, và đáp lời mời của thành phố Houston thì ông Thứ trưởng nhận lời. Và khi ông đến tới thành phố Houston thì cả thị trưởng và tôi cũng như nhiều viên chức cao cấp của thành phố Houston đã đón tiếp ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn. Và sau đó thì thay mặt cho thành phố, tôi tổ chức những buổi gặp gỡ của những người mà quan tâm đến vấn đề của Việt Nam, gồm có những người là vấn đề chính trị, vấn đề kinh tế, vấn đề xã hội v.v. đã gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với Nguyễn Thanh Sơn. Sau khi được biết có cuộc gặp gỡ như vậy thì có những người họ bất mãn và họ biểu tình chống tôi. Tôi tôn trọng chuyện đó, không sao cả. Nhưng mà bắt đầu có những cái bước đi xa hơn. Và thầy cho tôi nghĩ rằng là cái quan điểm chính trị của mỗi người ở xã hội này sau tự do cần được tôn trọng hơn họ. Chúng tôi sẽ chắc chắn sẽ hỏi tới cái việc biểu tình cũng như là những cái hành động cụ thể như đặt bom trước nhà luật sư. Nhưng trước khi đi cái đó, muốn hỏi một cách cụ thể là có những gì đã được trao đổi ở trong cái cuộc họp giữa Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn với Hội đồng thành phố, và những gì trao đổi giữa phái đoàn ông Nguyễn Thanh Sơn với các nhân vật trong cộng đồng người Việt ở Houston, thưa luật sư? Vâng, thưa anh Vũ Hoàng Lân, khi mà ông Nguyễn Thanh Sơn đến thành phố có trao đổi ít nhất là 4-5 điểm mà chúng tôi xin sơ lược qua. Điểm thứ nhất là thành phố cho rằng là mỗi một năm có 25.000 người từ Houston bay về Việt Nam. Đây là một điều cần phải giải quyết, vì có nhiều người đi phải thay đổi chuyến bay tùm lum hết, rất là mất thời giờ, rồi có nhiều người phải tốn tiền. Rồi đa số những người đi lại là những cụ già chứ không phải là những trẻ em, thưa anh Vũ Hoàng Lân. Thì thành phố mong muốn làm sao có chuyến bay trực tiếp từ Houston về Việt Nam, từ Việt Nam về Houston. Điều này nó có nhiều điểm lợi, tức là giải quyết được vấn đề mà bất lợi rồi giá cả. Nhưng mà quan trọng nhất là còn mang lại cái lợi nhuận cho thành phố. Thì như vậy nếu mà thành phố không có được bay trực tiếp thì thành phố mỗi một năm mất rất là nhiều triệu mỹ kim. Và nhiều trường mới kêu như vậy là mất công ăn việc làm. Cho nên thành phố bàn đến cái vấn đề thành lập đường bay trực tiếp từ Houston và từ Việt Nam. Thứ hai, thành phố bàn đến là bàn chuyện tiếp nghĩa chị em với Đà Nẵng. Thì anh Vũ Hoàng Lân cũng biết là Đà Nẵng hiện giờ là một cái cảng lớn, đang phát triển, có tầm vóc chiến lược ở tại châu Á, nhất là vùng Đông Nam Á. Và Đà Nẵng tới Hoàng Sa thì rất là gần, cho nên là thành phố muốn là kết nghĩa chị em ở Đà Nẵng là hai bên cùng có lợi. Đã mười mấy năm rồi thành phố này đã có những cuộc bàn thảo đó nhưng chưa đi đến một cách cụ thể. Và có những người như Hòa Thượng Thích Thường Việt mới hỏi tôi, chứ nếu mà như vậy đó thành phố quên đi cái cạnh về nhân quyền thì thưa với quý vị là thành phố vừa giúp cho Việt Nam đủ sức mạnh, nhưng mà cũng có thể đủ sức mạnh để chặn đứng sự mộng tăng trưởng của Trung Quốc. Song hành thì quý vị cũng biết rồi, mỗi một quốc gia có những cái chỗ cái khuyết điểm của họ, như là thế để vi phạm nhân quyền, thì thành phố vẫn nhắc nhở cho họ
những cái vi phạm nhân quyền đó để cho họ cải tiến, tức là giải quyết hai mặt một lúc. Đó là về vấn đề mà gọi là kết nghĩa chị em. Còn về vấn đề thứ ba là vấn đề mà làm ăn. Thì mỗi một năm, bên phía của Houston nhận được, cái cảng Houston nó nhận được khoảng chừng gần nửa tỷ Mỹ Kim hàng hóa nhập cảng từ bên phía Việt Nam qua bên đây, gồm có gạo, xì dầu, nước mắm, đúng không? Đó. Từ khi nào người Việt Nam ở đây hơn 100.000 người đừng có ăn đồ Việt Nam nữa thì không có rồi những cái nhập cảng đó. Thế còn có ăn thì phải nhập cảng. Ngược lại đó thì thành phố này cũng xuất cảng qua bên Việt Nam á, mỗi một năm cũng khoảng chừng mấy chục triệu Mỹ Kim về sắt thép bung gòn, đúng không? Đó là những cái điều mà thành phố muốn bàn để nó làm sao quy ước về thương mại nó được tốt đẹp hơn giữa thành phố Houston và Việt Nam, và đặc biệt là những cái vấn đề khó khăn, vấn đề luật pháp cần phải cởi mở chút xíu, và là những cái luật pháp mà gọi là đầu tư nó phải được ổn định để cho cả hai bên cùng có lợi. Đó là chuyện là thứ ba. Và thứ tư đó là chuyện mà gọi là vấn đề nhân quyền. Thì đây là một cái điều tế nhị, là tại vì thành phố không có biết được, nắm vững được cái chuyện của Việt Nam. Đó, cho nên là thành phố giao cho tôi tư cách là nghị viên của người Việt ở đây để cho tổ chức những cái buổi nói chuyện giữa ông Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và những người Việt Nam còn quan tâm đến vấn đề đất nước. Thì đó là cái buổi tích thứ tư. Điểm thứ năm thì ông Nguyễn Văn Sơn có mời thị trưởng người Việt Nam. Và mời tôi thì thị trưởng nói nếu mà có chưa đi được thì bà sẽ cứ tôi đi về Việt Nam trước. Chúng tôi nhận lời, nếu mà có mời thì chúng tôi nhận lời. Cho nên là về vấn đề của thị trưởng, tức là họp ở trong thành phố là những cái điểm chính đó. Và đã được ông Nguyễn Thanh Sơn cũng công bố những cái điểm chính đó ra, mà tôi cũng công bố những điểm đó ra. Đây là cái chuyện thiệt, chứ không phải là cái chuyện mà đi... chỉ nói rằng là trên nó con miệng tôi vui, không phải. Đây là việc làm việc của thành phố, giữa thành phố một chính quyền với một chính quyền. Tôi hoàn toàn là đại diện với tư cách là của thành phố, chứ không phải là tôi làm việc với tư cách cá nhân trong cái chuyện đó, thưa anh Vũ Hồng Lâm. Vậy thì còn cái cuộc gặp giữa phái đoàn ông Nguyễn Thanh Sơn với một số nhân vật trong cộng đồng, có những nhân vật nào và cái nội dung của buổi gặp gỡ đó, thưa luật sư? Về các nhân vật gặp thì tôi khẳng định lại cái điều mà những nhân vật không có rồi đó. Nó không hề có trung tâm, không hề có gọi là cộng đồng người Việt quốc gia Houston vùng phụ cận. Vì cái chuyện của thành phố nó chả liên quan đến vấn đề mà cộng đồng người Việt quốc gia Houston vùng phụ cận. Thứ hai nữa là cũng có những cơ quan truyền thông báo chí như một số người loan tùm lum, cái điều đó không có đúng. Tất cả mọi người đến là với tư cách cá nhân, không có đại diện cho đoàn thể đảng phái nào hết. Ai tham dự thì hiện giờ thì tôi là người điều hợp với quy tắc của hai bên, nói rằng là giữ thể diện cho nhau, không tiết lộ ra thì tôi không thể tiết lộ, nhưng mà ở ngoài thì họ nói nhiều lắm rồi. Cái chuyện đó là chuyện ở ngoài, còn cái chuyện mà anh Vũ Hoàng Lan hỏi tôi với tư cách là một nghị viên thì tôi đâu có thể nào mà nuốt cái lời hứa của tôi, đúng không anh Vũ Hoàng Lan? Nhưng mà tôi nói rằng là có những người tham dự và rất đông đã trao đổi một cách trực tiếp thẳng thắn với ông Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, chứ không có cái chuyện lén lút như nhiều người nói rằng là lén lút. Tại sao lại lén lút được? Trong một cả một cái chương trình nghị sự của ông Sơn đi qua là đã được công bố. Thứ hai nữa đó là họp ở tại thành phố sao còn là lén lút, mà họ nói trên mạng lưới là nó là 70 người, đã 70 người thì sao còn là lén lút? Họ bảo là bí mật. Và cái chuyện một người thì có thể bí mật, chứ còn 70 người sao bí mật? Nên đây là một chuyện công khai, đàng hoàng, minh bạch, chứ không có cái chuyện mà gọi là lén lút hay gì hết. Và xin xác nhận là có rất là nhiều người tham dự, thưa anh Vũ Hoàng Lâm. Dạ, cái nhân sự thì luật sư phải giữ lời hứa, có thể không tiết lộ, tuy nhiên về mặt nội dung có thể tiết lộ những gì đã được trao đổi giữa hai phía trong cái ngày hôm đó. Dạ, thưa anh Vũ Hoàng Lâm, hai bên đã trao đổi một cách rất là thẳng thắn về vấn đề chủ quyền của đất nước ta. Trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chúng ta mất chỗ nào, chúng ta còn chỗ nào, và làm sao chúng ta bảo vệ, thì chúng tôi phải nói rằng là có những cái sự trình bày mất lạc cái chuyện đó của ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn. Nhưng mà cũng ngược lại bên phía này, tức là những người mà bên tranh đấu đó, thì họ cũng đòi đặt một số cái vấn đề điều kiện khá gay gắt. Với tư cách là đại diện cho thành phố, tôi chỉ điều hợp cái chương trình, tức là tôi chỉ tạo cho họ cái cơ hội để nói, còn tôi không nói lời nào nữa hết. Hôm đó, đó thì bên phía của những người một quan tâm đến vấn đề của đất nước đã đặt những cái vấn đề mà khi nào được xóa bỏ, khi nào đa đảng được xóa bỏ. Thì ông Nguyễn Thanh Sơn trả lời là chuyện đó ngày hôm nay đa đảng chưa được,
đa đảng thì nghe không tin loạn, nhưng mà đó cái nhu cầu đa đảng hay là xóa bỏ được bốn pháp đó là do dân. Thì khi nào dân muốn thì có thể là 5 năm, 10 năm, 1 năm. Cho nên là hãy để cho dân quyết định. Và ông có nói rằng là chứ hồi xưa đó, mà khi mà quý vị về mà quý vị á, mà vận động đa đảng thì có thể bị bắt qua tù. Bây giờ thì cứ bị cái việc vận động mà không có, đừng có đặt cái vấn đề đặt bom hay là vũ khí, và đừng có những kế hoạch lật đổ nhà nước này, thì chúng tôi vẫn tôn trọng cái chuyện đó. Thì chúng tôi thấy rằng là có những cái sự cải tiến về tư tưởng của cả hai bên. Tôi thật sự phải nói rằng là đấu tranh 38 năm, lần vừa qua tôi mới thấy rằng là có một cái chuyện gọi là trao đổi thẳng thắn như vậy, và đạt được một số kết quả cho cả hai đều cùng có lợi. Chứ tôi đâu có nói rằng là chỉ có một bên phía có lợi. Cái lợi của những người đấu tranh đó, thì họ đã nói, họ biết được cái vấn đề. Ví dụ như là Nghĩa Trang Biên Hòa thì sao? Ông về vấn đề mà điều thứ hai nữa là các quân nhân quân đội Việt Nam Cộng Hòa như thiếu tá Nguyễn Văn Hòa đã hy sinh bỏ mình ở tại Trường Sa cũng đã được cầu siêu. Về vấn đề mà gọi là tới cái trường bị hối lộ thì ông Nguyễn Văn Sơn cũng thú nhận có những chuyện đó và đã và đang khắc phục, cũng như là yêu cầu những người đồng bào ở hải ngoại cùng để giúp cho họ để khắc phục chuyện đó, vì đây là chuyện chung của đất nước, bộ mặt chung của đất nước. Rồi về vấn đề mà đầu tư đất đai, luật bộ, những bộ luật cần phải cải tiến thì ông Nguyễn Thanh Sơn cũng trả lời rất là nhiều điểm. Tôi nghĩ rằng là trước khi tôi không thấy như vậy, nhưng mà nói đến cái vấn đề mà gọi là đa đảng rồi gì đó thì đó là một cái bế tắc lớn nhất, là tại vì đương nhiên ông Nguyễn Thanh Sơn không đủ về thẩm quyền để trả lời có đa đảng như vậy đó. Thì anh Vũ Hoàng Lan thấy là tất cả mọi người ở hỏi ngày này đa số là tập trung khi mà gặp ông Nguyễn Thanh Sơn là đều đòi có một điểm mà lớn nhất đó là phải có dân chủ liền, phải có đa điểm là đảng liền. Nhưng mà có được hay không thì đâu có phải đơn giản như vậy, thưa anh Vũ Hoàng Lan. Trong cái vị trí quan sát, luật sư thấy việc hỏi và trả lời nó có thỏa mãn được những người tham dự hay không, có những điểm nào mà coi như là bị bế tắc trong cái câu chuyện hay không, thưa luật sư? Thưa anh Vũ Hoàng Lan, tôi vừa mới trình bày rồi, không thể nào nói là thỏa mãn được hết được mọi gì khía cạnh với trong một cái buổi gặp gỡ lần đầu sơ khởi như vậy, thì tôi cho rằng là chuyện đó chỉ là mới mở màn thôi, không thể nào nói là có hết rồi, cái chuyện đó thì không được. Những cái bế tắc mà tôi cho rằng cái bế tắc lớn nhất là cái sự đòi hỏi của bên phía những người mở ngoặc và đóng ngoặc là quốc gia đòi hỏi có đa đảng liền, thì điều đó đã bị bế tắc. Thưa anh Vũ Hồng ạ. Có một điểm cũng nhiều người thắc mắc về cái buổi họp hôm đó là không thấy có các đại diện của báo chí hoặc các phóng viên ở trong cộng đồng người Việt ở Houston tới để mà làm tin. Cuối cùng bản tin đưa ra đầu tiên lại là một bản tin từ trong nước của báo quê hương đưa ra. Sau đó mọi người mới nói nhiều tới cái buổi họp hôm đó và hình ảnh cũng như nội dung. Cái việc mà không có các phóng viên phía người Việt ở bên đây đó, nguyên nhân nó như thế nào? Đó là phía đòi hỏi của phía bên kia hay là phía bên này hay như thế nào, thưa luật sư? Trên nguyên tắc ngày hôm đó không có truyền thông nào của cả bên phía này lẫn bên phía kia. Báo quê hương cũng không có tham dự, nhưng mà họ lấy tin đâu, có một người thấy một cái tấm hình đó. Đó là do một người thấy ra. Cái đó là cái sự vi phạm cái nguyên tắc mà nhìn chung. Nhưng mà chúng tôi với anh muốn là cái người kinh nghiệm đó, là chúng tôi biết là nó sẽ xảy ra, nên chúng tôi cũng chả có gì đến ngại cái chuyện đó. Là chuyện của, tại vì việc làm này là việc làm ngay thẳng, không có gì để sợ, nên là họ có xảy ra đi nữa thì chúng tôi chẳng sợ cái chuyện đó. Ngay cái nguyên tắc mục tiêu là chúng tôi không muốn có một cái cơ quan truyền thông báo chí nào hết, là vì đây là cái chuyện muốn là hai bên mới gặp gỡ lần nhau để coi như là để đặt những cái vấn đề gây cấn trước. Luật sư Hoàng Duy Hùng có dự định là trong những cái lần gặp gỡ trong tương lai, luật sư sẽ mời gọi thêm sự hiện diện của báo chí đưa tin về những cuộc gặp gỡ trong tương lai. Nếu mà kỳ thế mà có diễn ra nữa thì chúng tôi không dám nói là sẽ như thế nào, nhưng mà tôi có cái hướng là muốn được mở rộng ra cho mọi người được nghe. Bây giờ thì muốn hỏi qua một cái đề tài khác là về cái vụ liên quan tới vụ biểu tình ở trước nhà của luật sư, cũng như là vụ đặt bom ở trước nhà của luật sư sau việc gặp gỡ với phía bên nhà nước Việt Nam như vậy. Luật sư có thể tường trình lại hai cái vụ đó. Thưa anh Vũ Hoàng, tôi nghĩ chắc anh cũng đã đặt báo chí đã được đưa ra ngày
ngày thứ bảy họ tới nhà tôi, họ biểu tình khoảng 45 phút là có khoảng 12 người. Và trong đoàn biểu tình đó thì có người cầm súng, và con tôi nó thấy, nó tường trình lại với cảnh sát. Rồi sau khi mà cảnh sát tới, khoảng chừng 5 phút sau thì họ giải tán về. Rồi ngày hôm sau nữa thì nhà chúng tôi thấy có người đập cửa sổ mà nó làm rớt hết bóng đèn. Rồi ngày thứ sáng ngày thứ ba tôi đưa con đi học thì tôi thấy có một cái bị trước nhà nó hơi có mình tôi nghĩ là có vấn đề, cho nên là tôi đã gọi cảnh sát, và cảnh sát tới thì sau đó thì họ cho họ phong tỏa cả cái đường và họ nói rằng là có những vấn đề có thể có những hóa chất chất nổ. Đó là cái sự diễn tiến xảy ra của anh Hoàng ạ. Ở Mỹ thì bảo vệ cái quyền được phát biểu, quyền tự do ngôn luận. Do vậy cái việc biểu tình là được bảo vệ tối đa. Tuy nhiên về mặt góc độ pháp lý thì biểu tình ở khu vực nhà riêng như vậy thì nó như thế nào thưa luật sư? Về cái việc pháp lý là biểu tình ở, tôi không biết chỗ khác, nhưng mà tại Texas thì có quyền biểu tình ở tại tức tư gia, nhưng mà không có quyền đứng trên đường phố, không có quyền đứng trong tư gia của người ta, mà chỉ được đi đi lại lại ở các sidewalk, tức là cái men lề, và không được dùng loa phóng thanh, vì phải tôn trọng sự yên tĩnh của trong khu vực, cũng không được block cái driveway của người ta, tức là không có chặn cái đường đi đường chạy xe của cái tư gia của người ta. Thì chuyện mà gọi là có quyền biểu tình hay không thì chúng tôi tôn trọng sự biểu tình đó của họ, họ có quyền, nhưng mà chỉ điều là họ nên làm theo đúng quy định của luật pháp, có vậy thôi. Còn về vụ đặt bom ngày hôm sau như luật sư nói đó, theo tin tức cũng được biết là trong cái gói đó thì có một cái lời nhắn đe dọa viết bằng giấy. Cụ thể là luật sư có đọc được cái mẫu tin nhắn đó hay không, viết bằng tay hay đánh máy, và cái nội dung nó như thế nào? Cảnh sát khi mà điều tra đó, họ cho tôi thấy cái tấm hình có cái tờ giấy đó, họ chụp cho tôi, họ tôi coi thì tôi thấy rằng là bằng chữ tiếng Việt, họ dán vào trong cái chai. Cái nội dung là hâm dọa giết tôi và gia đình tôi. Vì tôi làm cái công việc của thành phố mà tính toán ông tôi chủ nghĩa sớm. Có miếng giấy ở trong cái chỗ đó, có nghĩa là người ta cố tình cho cái miếng giấy đó để được đọc, chứ nếu mà để mà thật sự đặt bom mà nó nổ thì coi như là miếng giấy đó sẽ không có có người đọc. Theo sự nhận xét của tôi không dám nói nhiều hơn, thì rõ ràng là đây chỉ là một cái sự hâm dọa nhắm tới nhiều mục tiêu một lúc. Hâm dọa thứ nhất là hâm dọa cá nhân tôi để tôi trùng bước không phải làm tầm bậy đối với họ, chứ tầm bậy là chuyển với họ đó, tức là không có được về Việt Nam nữa, mà không được tiếp với những người mà không được chủ sướng cái tư tưởng là đấu tranh đối thoại. Điều thứ hai đó là khi họ làm như vậy họ gây ồn ào, thì họ nghĩ rằng là thị trưởng sẽ ngại, thị trưởng sẽ không dám có những cái điều mà làm ăn với bên Đà Nẵng, và họ muốn là dùng đây giống như là để mà nhắn gửi, như bây giờ họ đang vận động đó, là nhắn gửi thành phố Houston là xin yêu cầu phải có nghị quyết gần giống như cái nghị quyết của bên Santa Ana và Westminster. Đó là cái điều mà họ làm, và điều thứ tư đó là họ làm như vậy thì cho những người mà ủng hộ tôi sợ, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chứ tôi không sợ, và những người đó sẽ không sợ, và thị trường không có sợ đâu, vì bên này còn có luật pháp, còn có rất là nhiều cơ quan gọi là bảo vệ an ninh, thì họ sẽ điều tra. Cuối cùng họ sẽ, tôi tin rằng là họ sẽ điều tra, họ sẽ biết ra. Về mặt người nào làm thì về cái vấn đề điều tra thì luật sư có gì để cập nhật hay không ạ? Hiện giờ thì họ đang trong cái điều tra, họ rất là nhiều người, cũng như là họ đã điều tra tới gia đình tôi, họ hỏi tất cả những câu hỏi, hỏi luôn cả các cháu nhỏ. Rồi họ hỏi, tức là bây giờ là cái cơ quan tình báo họ rất là khôn, họ điều tra hết, xong rồi có lẽ thì tôi được biết là sau khi họ đúc kết rồi họ sẽ nhờ đến cả FBI nữa. Đó là cái thủ tục bình thường, là tại vì đụng tới một viên chức Hoa Kỳ, không phải là đụng với một cá nhân nữa. Theo dĩ nhiên là phải đợi cảnh sát điều tra, nhưng theo cái cảm tính của luật sư thì có cái sự liên hệ gì giữa hai vụ vụ biểu tình và vụ đặt bom về mặt nhân sự hay không thưa luật sư? Thưa anh Vũ Hoàng Lâm, tôi không thể nói cái đó ra, là tại vì nếu mà tôi nói lỡ có chuyện gì tới cảnh sát, tai cảnh sát thì họ nói là họ áp đặt tư tưởng, họ hãy để cho cảnh sát điều tra và cảnh sát sẽ có câu trả lời.
Nhiều người đồn đoán rằng là chính vì những cái cuộc tiếp xúc vừa qua nó mới dẫn tới việc biểu tình và đặt bom như vậy. Theo luật sư còn nguyên nhân nào khác hay không? Thí dụ như những nguyên nhân liên quan tới vấn đề chính trị địa phương. Có thể có những nguyên nhân khác và cộng vào, nhưng mà tôi nghĩ là cái nguyên nhân chính là về cái vấn đề mà khác tư tưởng đấu tranh với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và tôi thì chủ trương đấu tranh đối thoại và ôn hòa, còn bên kia thì chủ trương là bế quan tỏa cản, đấu tranh bạo động và bằng mọi giá lật đổ nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà tôi thấy là đó là cái quyền của họ, còn quyền của tôi thì tôi làm cái công việc này. Qua cái những cái sự việc bị biểu tình ngay tại Tư Gia và vấn đề đặt bom như vậy đó, tinh thần của luật sư nói riêng và của gia đình vợ con lúc này như thế nào? Thưa anh Vũ Hoàng Lân, nói chung là các con thì nó sợ, nó sẽ sợ. Nói như và khi mà đụng tới bản thân mình thì mình cũng ngại, trong cái đó là ngại không thì có chứ. Nhưng mà để rồi từ đó mà khuất phục họ thì không. Tôi dứt khoát không có khuất phục những cái hành vi đó và tôi sẽ không có ngại tiến bước tới cái những cái chủ trương mà tôi đã nêu lên từ đó. Về mặt ở những người hàng xóm xung quanh thì họ có những cái phản ứng như thế nào? Dạ thưa anh Lân, đài báo của Mỹ họ phỏng vấn những hàng xóm xung quanh thì họ rất là gọi là dùng danh từ là nhìn những người kia với một cặp mắt rất là không hiểu, nhưng mà họ cũng e ngại những cái chuyện gọi là cái sự an ninh của họ, thì tôi biết là cái sự quan tâm đó là có. Luật sư có nói trong một cái bài phỏng vấn trên một cái chương trình khác đó, là cái ý định của những người làm có thể là muốn người hàng xóm họ không có muốn luật sư ở đó nữa, hãy đi chỗ khác đi. Thì có những yêu cầu nào từ phía hàng xóm liên quan tới cái việc như vậy? Đây là không, thì anh, có thể là bên những người họ làm việc đó thì họ nghĩ như vậy, nhưng mà xứ này thì xứ tự do, làm sao mà có cái chuyện mà gọi là vì cái chuyện đó rồi bảo là yêu cầu tôi đi. Hiện nay thì cái việc mà bảo vệ của thành phố, bảo vệ an ninh cho luật sư sau những cái chuyện như vậy đó thì nó như thế nào ạ? Rất tốt, Bộ làm nhân cơ hội này thì tôi cũng phải xin cảm ơn thị trưởng và các cảnh sát trưởng cũng như là các nghị viên khác, và đặc biệt là ông cảnh sát Captain Skiller ở trong cái khu vực Westside Division, cũng như là bên sở cứu hỏa đã nhanh chóng đến và giải quyết vấn đề và giúp cho tôi, gia đình tôi được bảo vệ một cách an toàn. Anh Quang Lập, luật sư có tiện để mà chia sẻ là cách thức bảo vệ hiện nay nó như thế nào hay không ạ? Dạ thì họ bảo vệ 24/24, cảnh sát chìm, cảnh sát nổi, đều có hết. Thưa anh Quang Lập, có nguồn tin và dư luận cũng cho thấy rằng là những người mà họ biểu tình cũng như là đặt bom này nọ đó, là họ cho rằng là anh thay đổi chở cờ và bắt tay với nhà nước Việt Nam, do vậy có những cái phản ứng như vậy. Anh trả lời với những người đó về cái cáo buộc đó như thế nào? Thưa anh Long, tôi nghĩ rằng là cách hay nhất là tôi làm công việc của tôi, bất cứ ai phản đối tôi, chỉ đó là chuyện của họ, đã bước vào con đường đấu tranh sẽ phải chấp nhận mọi thứ thiệt thòi may rủi. Tôi tôn trọng cái quan điểm đấu tranh của họ, nhưng mà khi họ đã tấn công tôi thì họ thì cứ để cho luật pháp làm nên trả lời. Còn tôi không có một gì để gọi là thù hoặc hận hay là muốn trả thù họ hết, vì con đường của tôi là cái con đường làm sao mong cho đất nước mình sớm có tự do dân chủ, mong cho đất nước của mình dân giàu nước mạnh, chứ không phải vì những gì đó mà tôi có những cái sự hận thù riêng với họ. Tôi không có, thưa anh Quang Lập. Hồi nãy luật sư cũng nói tới cái việc là ông Nguyễn Thanh Sơn, phía bên Bộ Ngoại giao Việt Nam nếu có lời mời thành phố hoặc là với cá nhân riêng của luật sư trong vai trò nghị viên của thành phố thì nghị viên sẵn sàng đi Việt Nam theo cái lời mời đó. Chuyện đó nó hiện nay nó có diễn tiến gì hay không? Thưa luật sư, có những lời mời và có những cái sự đáp ứng nào từ phía cá nhân cũng như là phía thành phố? Thưa anh Vũ Hoàng Lân, những chuyện chưa cần nên tiết lộ gì hết để cho công việc nó được tốt đẹp. Không phải đó, chuyện gì cũng xin anh Lân thông cảm đã, tại vì cái này những cái gì mà của thành phố mà liên quan trực tiếp với thị trưởng thì chúng tôi xin đợi. Vậy theo luật sư thì cái dự định mà lập đường bay Houston Việt Nam cũng như là cái dự định thành phố kết nghĩa với Đà Nẵng đó, theo luật sư cái hướng hiện nay nó như thế nào? Cái việc đó là đã hai bên đã bàn thì dần dần nó sẽ phải đến, thưa anh Vũ Hồng Lân.
tiếp xúc với các viên chức cao cấp của các nước thì có lẽ luật sư cũng trong vai trò nghị viên thành phố cũng đã có nhiều lần rồi. Lần này tiếp xúc với ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, luật sư có cái nhận xét như thế nào một cách cá nhân về một viên chức ngoại giao Việt Nam, cụ thể là ông Nguyễn Thanh Sơn ạ? Bỏ qua chứng kiến đi, ông Nguyễn Thanh Sơn cũng là một người Việt, bỏ qua chứng kiến, tôi nói hoàn toàn bỏ qua chứng kiến. Thì tôi cũng rất là ngạc nhiên ông Nguyễn Thanh Sơn có cái cách rất là giản dị, đó là cá nhân với cá nhân. Còn là chứng kiến thì đương nhiên thì mỗi một người có cái chứng kiến riêng của họ. Thưa anh Vũ Văn Lân và ông Nguyễn Thanh Sơn là một người tôi nghĩ là táo bạo. Người ta có nhiều người đứng vô ở ngoài thì nói là hình như ông Nguyễn Thanh Sơn với Hoàng Duy Hùng giống nhau lắm. Đúng là táo bạo, đó là dám làm. Thì tôi cũng cảm ơn những ai đó làm tôi dám làm. Mà tôi nghĩ là đó là bổn phận của tôi, thì tôi cũng thấy là ông Sơn cũng làm cái công việc của ông. Ông cũng không có ngại ngùng gì hết. Rất là cảm ơn luật sư Hoàng Duy Hùng tiếp xúc với chúng tôi. Trước khi chấm dứt ở đây, luật sư cho một cái lời chia sẻ, một cái lời nhắn gửi, nói chuyện trực tiếp với lại những người ủng hộ luật sư trong cái việc này, cũng như ngược lại, những người với quan điểm ngược lại với luật sư trong cái việc này, thưa luật sư. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những ai mà thông cảm, yểm trợ cho chúng tôi tinh thần để có cái con đường đấu tranh, đối thoại, giải quyết vấn đề của Việt Nam. Vì chúng tôi nghĩ đây là giai đoạn không còn thể áp dụng cách mạng vũ trang được nữa, mà cũng không còn dùng cách mạng gọi là cực đoan một như trước được. Và chúng tôi cũng tôn trọng những người có những quan điểm đó. Nếu họ thấy rằng sách lược của họ hay hơn, thì họ cứ việc vận động những người ủng hộ họ để làm công việc đó. Nhưng mà tấn công vào những người không đồng ý kiến với mình trên một cái phương sách cùng một mục tiêu thì tôi nghĩ nó không làm lợi cho ai hết, mà nó lại làm lợi cho chính những thế lực mà họ đang tranh đấu. Đó là luôn cái làm lợi cho chế độ Cộng sản Việt Nam cũng như làm lợi cho chế độ Cộng sản Trung Quốc. Thì Trung Quốc chỉ cần mong rằng có những sự phân hóa như vậy thì tiềm lực của dân tộc bị yếu đi thì về Trung Quốc mừng lắm. Và tôi nghĩ rằng là những người đó nên bình tĩnh lại, xem thử rằng là nếu mình không đồng ý thì hãy tìm cái việc trình bày để có những người khác hỗ trợ quý vị thì tốt hơn. Cuộc nói chuyện của chúng tôi tới đây là chấm dứt. Xin cảm ơn nghị viên Hoàng Duy Hùng. Chúc cho anh cũng như là gia đình thật là may mắn, vui vẻ trong cái mùa lễ sắp tới. Cũng xin kính chúc anh Vũ Hoàng Lân và toàn thể quý vị khán giả của Đài Phố Hồ Sa một mùa lễ rất vui vẻ.